Xin chào mọi người nhé. Thì mình mới kiếm được cái game Ngôi Nhà Im Lặng 2. Ở phần này thì chúng ta sẽ ở trong một cái bệnh viện bỏ hoang. Nhưng mà nó lại không có tiếng Việt, toàn là tiếng Trung thôi. Vậy là phần ok, chơi thử đi. Trung thì cũng kệ luôn. Thanh hơi lớn. Ok, chúng ta lại bắt đầu với cái cảnh cuối của game trước. Một bệnh viện bỏ hoang. À không, không phải cảnh cuối của game trước. Từ từ. Đang ở chỗ cổng bệnh viện. À nhớ lại, nhớ lại, nhớ lại. Đây rồi, đây là cảnh cuối của game trước đây. Bị một người đàn ông hay là ai đó đánh. Chịu. Rồi. Và bây giờ chúng ta đang ở bệnh viện. Cái gì vậy trời? Gào rú. Không leo được qua cổng. Ok. Nhặt từ cái bao cát à? Ok, bao cát. Chả hiểu gì cả, toàn tiếng khựa. Nhặt được một cái đèn pin. Ok, làm gì nữa? Đi sang bên này. Ok. Đặt bao cát vào đây. À, leo qua cổng. Rồi. Leo qua cổng người ta làm gì nữa? Chui vào cái hố. À, có một cái lỗ ở tường. Ui, giật mình. Chui vào cái lỗ này, chúng ta sẽ vào được bệnh viện. Toàn tiếng Trung Quốc. Không hiểu gì cả. Bọn giáo được Việt hóa. Ui, má giật cả mình. Búp bê. Búp bê. Giật cầu dao để bật điện, ok. Rồi. Nhấp nháy ghê quá à. Nó bắt mình nghe điện thoại. Các bạn có nhìn thấy cái huy hiệu ở chỗ cái bàn không? Đúng là cái huy hiệu ở phần 1 á. Cuối chương 5 phần 1 á. Nghe điện thoại xem nào. Trinh thần, chỉ cần tôi đã khai y viện bàn công sĩ đã mến. Bầu tư sống mũ sống á, xì xì sống, không hiểu cái mẹ gì cả, toàn tiếng Trung Quốc các bạn ạ, khó chơi ghê á, khó hiểu cốt truyện. Chúng ta cứ ra ngoài này xem có cái gì không đã nhở. Găng tay, có cái găng tay, nhặt được một cái găng tay bị che. Ok, một cái bản đồ của bệnh viện hả? Phòng 1F, phòng 2F. Ok. Âm thanh quen thuộc quá ha. Bên này có cái gì đây? Chúng ta có một cái tờ báo. Ok. Còn đây là cái gì? Cái chỗ này như kiểu à. Bình thường ấy, các ông vào bệnh viện á, nó sẽ có một cái quầy bán thuốc ấy. Chắc tôi nghĩ đây là cái chỗ bán thuốc, nhập mã này. Cho chảy thuốc ra. Thang máy thì bị niêm phong rồi. Ở đây có một cái hộp dụng cụ gì đây? Ok, đi tiếp thôi. Cửa bị khóa rồi. Ông mập này này, ông mập này chắc là bác sĩ à? Bác sĩ âm dương. Cửa này cũng bị khóa luôn. Tờ báo này viết gì đây? Toàn tiếng khựa, không hiểu gì cả. Ở đây có một cái... Mình nhặt được một cái gì đây? Ok, mình sẽ đi vào phòng vệ sinh ha. Ai đây? Đồ má giật cơ mình. Nó nói cái gì á? Không hiểu lắm. Nhưng mà nó chỉ ở mặt mình. Đây có hai cái bồn nữa. Làm gì với hai cái bồn này nhỉ? Rửa tay chăng? Vặn nước, à vặn được nước này. Vặn nước xong thì dùng xà bông, rửa tay, rửa tay. Ê, sử dụng hai cái này xem được không? Mình nhặt giặt 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 cái bao tay, giặt cái bao tay thì nó hiện ra 5 cái 4 cái ký tự. 4 cái ký tự này dùng để làm gì nhỉ? Không rõ nữa.
Chúng ta phải tìm một cái phòng mà sử dụng bốn cái ký tự đấy để mình kiếm xem ở đây có không. Đi ra ngoài xem nào. Bốn cái ký tự đấy thì nên lắp đâu nhỉ? À cái thùng. Bốn cái ký tự ở ở cái thùng này. Từ từ. Quay lại nhà vệ sinh, chúng ta nhìn kỹ lại bốn ký tự hơn đâu nhỉ? Ở đây đây. Ba tam giác này, cái cuối cùng là một tam giác này. Đúng rồi. Cái thứ hai thì ok mình nhớ rồi. Quay ra thôi. Cái thùng ở chỗ thang máy. Ba tam giác. Cái cuối cùng là một tam giác. Ok. Cái thứ hai giữ nguyên, còn cái này thì dán đầm đây. Ok, mình lấy được một cái chìa khóa. Một cái túc lô vít. Không biết tác dụng là gì. Chìa khóa tác dụng là gì đây? Chắc là để mở cửa ha. Đúng rồi. Mình đã vào được một căn phòng rất là lạ. Một căn phòng của cái ông gì á? Cái này đổi được này. Không biết tác dụng đổi được cái tác dụng mẹ gì không? Không hiểu lắm, toàn tiếng Trung Quốc, rất là khó hiểu. Ông bác sĩ mập. Ông ấy không biết ông ấy làm gì cả. Chắc là một là bác sĩ âm dương, bác sĩ kiểu 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 thầy y thuốc nam thuốc bắc gì đó không hiểu lắm. Bạn nào muốn chơi tiếp thì có thể lên Apple Store tải nhá. Các bạn ghi Silent House là nó sẽ hiện ra cái game Ngôi Nhà Im Lặng 1, rồi các bạn bấm vào cái chỗ đây để mình vào mình hướng dẫn các bạn tải luôn nhá. Cái này chỉ có trên iOS thôi, mình tìm trên Android không có. Đầu tiên là các bạn vào Apple Store đúng không? Các bạn bấm chữ Silent House ra cho mình. Ok chưa? Sau khi bấm Silent House thì nó sẽ hiện ra đây, cái giải đố này các bạn chọn. Đây chính là phần 1 này, Ngôi Nhà Im Lặng này. Còn muốn chơi cái phần bệnh viện bỏ hoang thì các bạn chọn vào cái chỗ nhà cung cấp đâu nhỉ? Đây đây. Các bạn chọn vào Seren Mask này. Đây tất cả các game của cái công ty này. Nó sẽ hiện ra cái game đấy các bạn kiếm đây rồi. Đó chính là Ngôi Nhà Im Lặng 2 đây. Rồi các bạn tải về thôi. Ok, thế nhá, ai muốn chơi thì tải về chơi nhá. Chắc mình phải đi học một khóa tiếng Trung để có thể chơi tiếp cái game này thôi. Ok, bye bye.